7 cân. Đây, xe này không đi được. Xe nó bán, nó để đồng cảnh, xuống tầm đồng cảnh. Vẫn đi được đấy. Nhưng mai cháu nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn được đấy. Quay khu vực này một tí rồi ra luôn anh.